À, đây là một cái chia sẻ với các bác là cách nhắn tin trên máy tính hay trên điện thoại mà không cần phải bấm vào bàn phím. Ví dụ về Zalo, đấy, em sẽ kích vào đây, Zalo đây. Đấy, em sẽ ví dụ như là em vào một cái ai đấy và em muốn nhắn tin cho người này thì nó có một cái mic này là mic ghi âm bình thường, nhưng mà mình sẽ kích vào cái văn bản này, tin nhắn này, này. Đấy, nó sẽ hiện lên bàn phím này. Thông thường là các bác phải đánh vào, đúng không? Đấy, nhưng mà các bác sẽ đánh và kích vào đây, kích vào cái mic đen đen này này. Đấy, sau các bác để gần mồm nói alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, nó sẽ tự động nó dịch cho các bác, đúng không? Nếu mà các bác muốn dừng lại thì các bác ấn nút này dừng lại, và tiếp tục thì ấn nút này dừng lại. Đấy, nếu mà các bác muốn lùi lại thì các bác xong thì các bác phát ra, hoặc là các bác muốn lùi lại như này dịch đây, hoặc là muốn lùi lại hết thì đến vào đây. Đấy, hoặc là giữ lại một lúc thì nó sẽ lùi lại hết cho các bác. Đấy là ở Zalo. Còn với Messenger, em sẽ chuyển sang Messenger cho các bác xem nhé. Đây Messenger đây, cũng tương tự như thế thôi. Messenger này, ví dụ em lấy đây. Đấy, em sẽ lùi lại nhé. Đấy, thì cũng có một cái mic này. Đây các bác lưu ý nhé, đây nó cũng có cái mic nhưng mà không phải mic này đâu nhé, đừng nhầm mic này nhé. Thì mình kích vào đây, kích vào chỗ đánh văn bản này. Đấy, thì cũng có mic đen đen này này, thì mình kích vào đây và mình để sát mồm nói alo 1 2 3 4. Xin lỗi, đây đây, em sẽ kích vào đây, kích vào đây alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, nó sẽ chuyển sang tự động chuyển sang văn bản cho các bác. Đấy, nếu mà muốn dừng lại ấn nút này tạm dừng, tiếp tục thì ấn vào đây để tiếp tục ghi âm tiếp. Đấy, còn nếu mà xong ấy đấy thì chúng ta sẽ lùi lại đây, chúng ta sẽ chỉnh sửa, có cần chỉnh sửa cái gì các bác sẽ lùi lại đây. Đấy, nếu mà muốn xóa đi hết thì các bác chỉnh vào đây. Đó, đấy, rất đơn giản đúng không, mà không cần phải viết văn bản nhiều nhá. Yeah.